Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản mở rộng đối tượng tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại, tức là mũi 4, nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine, tạo miễn dịch bền vững phòng dịch COVID-19 cho người dân thành phố. Theo đó, bên cạnh những đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 như người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 là cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận mở rộng thêm đối tượng cán bộ tuyến đầu được tiêm vaccine COVID-19, đó là giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở ban ngành thành phố, công ty, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành thành phố, công ty, doanh nghiệp lập danh sách người đủ điều kiện tiêm mũi 4, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương tiêm cho người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị.